Trước khi mà chúng ta thực hiện kỹ thuật dẫn lưu màng phổi cho người bệnh thì chúng ta sẽ tiến hành giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh hoặc gia đình được rõ. Sau khi gia đình, người nhà, bệnh nhân hoặc gia đình người đã đồng ý rồi thì chúng ta sẽ tiến hành để cho người bệnh hoặc gia đình để ký giấy cam đoan. Sau khi ký giấy cam đoan xong, chúng ta sẽ tiến hành chuẩn bị dụng cụ. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuẩn bị dụng cụ để dẫn lưu màng phổi. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ trong mâm này chúng ta sẽ chuẩn bị những gì? Thứ nhất là con dao mổ nè. Chúng ta cũng giả định rằng là tất cả đều nằm trong cái túi vô khuẩn mà chúng ta gấp, hoặc là chúng ta gấp từ trong hộp vô khuẩn bỏ vào mâm, hoặc là chúng ta sẽ nằm ở trong túi vô khuẩn xé bỏ vào các bạn. Ở đây chúng ta giả định cho nên là tôi sẽ dùng tay bóc cho nó nhanh, nó gọn các bạn. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị con dao mổ. Tiếp theo, chuẩn bị ben, canh ly á. Chuẩn bị canh ly. Tiếp theo là kìm mang kim. Tiếp theo là kéo. Rồi, một bơm tim để chút rác nữa ta sẽ rút thuốc tê. Phẫu tích để chút nữa chúng ta khâu. Ống dẫn lưu. Đây là ống dẫn lưu các bạn. Găng tay vô khuẩn. Chỉ. Găng sạch. Băng keo. Tiếp theo là chúng ta chuẩn bị gạt ha. Cái phần dụng cụ này tôi xin giải thích thêm một số cái vấn đề cần lưu ý các bạn. Thứ nhất là về cái ống dẫn lưu, tôi xin nói rõ về cái ống dẫn lưu. Ống dẫn lưu này chúng ta lưu ý rằng một đầu của nó là nó có nhiều lỗ. Đây là các bạn nhìn thấy không? Đầu này nó có rất là nhiều lỗ, một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ gì đó. Đại khái là một đầu này có nhiều lỗ là cái đầu để đưa vào màng phổi. Một cái đầu mình thấy nó nhọn. Nó nhọn liễu nè các bạn. Là cái đầu này ở bên ngoài các bạn, là cái đầu này nối vào cái bình dẫn lưu. Các bạn lưu ý kỹ ha, chứ để khi đi thi các bạn đưa lộn đầu vô coi như là rớt nha. Tôi nói lại, một đầu có nhiều lỗ là cái đầu đưa vào màng phổi, một cái đầu nhọn vậy là để chúng ta nối vào cái bình dẫn lưu. Tôi nói rõ luôn tại sao cái đầu này đưa vào màng phổi lại có nhiều lỗ các bạn, mà một lỗ được rồi, một lỗ ở đằng trước này được rồi nè. Sao mắc gì phải có nhiều lỗ làm chi? Nhà sản xuất người ta cũng nghiên cứu là nó có nhiều lỗ, đừng lỡ cho cái lỗ này nó bị nghẹt thì nó còn lỗ khác ha. Lỗ này bị nghẹt thì nó còn lỗ khác, thì có nhiều lỗ ý của nó là để dự trù dự bị ha các bạn. Rồi, tôi xin nói rõ cái bình dẫn lưu. Tại vì cái bình dẫn lưu hiện tại giờ mình ở nhà mình không có đầy đủ dụng cụ, cho nên mình giả định đây là bình dẫn lưu. Thì bình dẫn lưu á, nó sẽ có hai ống ở ngoài miệng vậy, nó có hai ống đi ra. Bạn lưu ý rằng hai ống đi ra, có một ống là hỏng ở trên mặt và một ống nằm xuống đáy luôn. Có một ống nằm xuống đáy vậy nè các bạn, nằm xuống đáy vậy đó. Thì cái ống mà nằm xuống đáy á là cái ống bự, cái ống mà nằm không khổng ở ngoài bên đây là cái ống nhỏ ha. Bên đây có một ống nhỏ nữa. Thì sao các bạn, ống bự này thì nó sẽ đụng xuống đáy, ống nhỏ thì nằm hỏng trên trời. Vậy cái ống bự này là cái ống mà chúng ta nối vào cái dẫn lưu màng phổi. Còn cái ống nhỏ này là cái ống mà chúng ta nối vào máy hút. Đây là đối với bình dẫn lưu một bình các bạn. Dẫn lưu một bình. Thì các bạn lưu ý, nếu mà chúng ta sau khi nối ống dẫn lưu vào đây rồi mà chúng ta có sử dụng máy hút á, thì chúng ta sẽ dùng cái đầu ngắn này nè, là cái ống nhỏ nè, nối vào máy hút để hút. Còn giả dụ như chúng ta mà không có hút mà nó tự chảy được á, thì chúng cái ống này chúng ta để không vậy đó, chúng ta không có bịch lại gì hết, để không cho nó thông ha, để bình thường vậy thôi. Và cái lưu ý tiếp theo là cái ống bự này nè, là cái ống bự này là cái ống dẫn lưu, chúng ta đưa ống dẫn lưu nối vào nè, là dịch ở trong màng phổi sẽ chảy vào đây các bạn. Thì chúng ta lưu ý rằng cái ống này nó hỏng ở trên, nó nằm là hỏng hỏng khoảng này nè, thì chúng ta sẽ lưu ý là nước lúc nào cũng phải chế ngập ống nè, ngập qua khỏi ống chút xíu vậy thôi. Ha, chứ không có để trống nha các bạn, trống là khí nó sẽ vào, cho nên chúng ta phải cho nước ngập, chúng ta sẽ chế nước cất á, vô khuẩn á, ngập lên ống chút xíu. Rồi, đó là chúng ta, tôi xin nói rõ về cái ống dẫn lưu và bình dẫn lưu. Sau khi chuẩn bị dụng cụ xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện kỹ thuật. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định
vị trí để đặt cái ống dẫn lưu vào màng phổi. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân ngồi ở cái tư thế mà ngồi tựa lên cái ghế hoặc trên cái bàn. Ngồi các bạn giống như cái tư thế mà chúng ta chọc dò màng phổi á. Giống như tư thế vậy, các bạn coi ở bên cái clip mà chọc dò màng phổi có tư thế tôi hướng dẫn rồi đó. Thì giờ cho bệnh nhân ngồi, hai tay bắt chéo tựa vào bàn hoặc là trên cái ghế đai ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ xác định ở vị trí đó. Đối với mà trường hợp bệnh nhân tàn dịch đó, thì chúng ta sẽ chọc ở vào khoảng liên sườn 5-6. Đối với mà bệnh nhân mà bị tràn khí thì chúng ta chọc ở khoảng gian sườn 3-4 hoặc là 4-5. Đó là cái phản mà chúng ta nói mà nằm ngang đó, và nó sẽ vuông góc với đâu, nó giao nhau với cái điểm mà chúng ta đặt cái dẫn lưu vào là cái điểm giao nhau với cái đường nách sau. Chỉ các bạn khi mà bệnh nhân nằm xuống thì nó không đè cái ống, mà cái ống sẽ nằm ở một bên để dẫn lưu mới được. Rồi tiếp theo, chúng ta sau khi xác định vị trí cần đặt ống dẫn lưu vào thì chúng ta sẽ mang găng sạch để tiến hành sát khuẩn vùng cần đưa ống dẫn lưu vào trước. Chúng ta mang găng ha. Chúng ta sát khuẩn ha. Sát khuẩn cũng từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc rộng ra bằng với cái khăn lỗ. Rồi. Các bạn lưu ý rằng trước khi mà chúng ta mang găng sạch để mà sát khuẩn thì chúng ta cũng phải nhớ rửa tay thường quy 6 bước các bạn. Sau khi sát khuẩn xong rồi chúng ta sẽ tháo găng sạch bỏ. Sau khi tháo găng sạch bỏ rồi, chúng ta cũng vẫn tiếp tục rửa tay lần 2. Rửa tay thường quy 6 bước, sau đó chúng ta tiến hành mang găng vô khuẩn. Chúng ta mang găng vô khuẩn đúng cách nha các bạn. Rồi sau khi mang găng vô khuẩn rồi thì lúc này cái tay chúng ta sẽ được quyền tiếp xúc với mâm vô khuẩn. Tiếp theo chúng ta sẽ trải khăn có lỗ. Đây là cái mặt lỗ nè, chúng ta sẽ ụp lên trên cái vị trí chúng ta đã chọn. Và sau đó chúng ta sẽ soạn lại cho nó gọn gàng. Sau khi chúng ta mà trải khăn có lỗ xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành nhờ người hỗ trợ bẻ ống thuốc tê và chúng ta sẽ rút thuốc tê. Rồi chúng ta sẽ tiến hành rút thuốc tê ha. Chúng ta sẽ tiến hành gây tê. Chúng ta gây tê lớp các bạn. Chúng ta rút thử xem có máu hay không. Không có máu chúng ta bơm vào. Cũng rút thử không có máu bơm vào. Rồi tới bên kia. Không rút thử không có máu bơm vào. Rồi dùng cái lỗ đó chúng ta ngược lại, rút thử không có máu, chúng ta bơm vào. Rồi sau khi gây tê xong thì chúng ta sẽ tiến hành dùng dao mổ để rạch một đường ngoài da đi vào khoang màng phổi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành rạch da các bạn. Đây chúng ta xác định đây là cái vị trí mà chúng ta đã xác định rồi, thì chúng ta rạch một cái đường ngang dưới liên sườn. Thì chúng ta lưu ý rằng ta sẽ rạch ở bờ trên của xương sườn dưới, chứ chúng ta không được phép rạch ở bờ dưới của xương sườn trên. Tại vì bờ dưới của xương sườn trên nó có rất là nhiều thần kinh và mạch máu lớn. Nếu chúng ta rạch đường trên nó sẽ bị chảy máu, tổn thương thần kinh mạch máu. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ rạch một cái đường ở bờ trên của xương sườn dưới. Chúng ta rạch ha. Rạch dứt khoát. Sau khi mà chúng ta rạch thì rạch một đường cũng khoảng chừng 1,5 đến 2 cm các bạn. Sau khi chúng ta đặt xong rồi thì chúng ta sẽ dùng ben. Chúng ta sẽ dùng ben bóc tách để đi vào khoang màng phổi. Bóc tách từng lớp các bạn. Sau khi mà bóc tách thì chúng ta sẽ thấy được cái màng phổi ha. Thì lúc này ta đã nhìn thấy cái màng phổi rồi. Rồi chúng ta làm sao để chúng ta đưa cái ống dẫn lưu vào. Chúng ta không có rạch nữa các bạn. Chúng ta sẽ dùng ben này luôn. Chúng ta dùng ben ta bóc tách cái lớp màng ở ngoài để đi vào cái màng phổi ha. Chúng ta bóc tách nè. Bóc tách cái màng phổi, chúng ta thấy có một lỗ rồi thì chúng ta sẽ nhét cái ống dẫn lưu vào. Ống dẫn lưu này chúng ta đã nói từ đầu rồi là ta nhét cái đầu nào các bạn.
nhé. Cái đầu có nhiều lỗ rồi nha, còn cái đầu nhọn này là chúng ta sẽ nối vào cái bình dẫn lưu. Rồi để mà đưa cái ống dẫn lưu vào màng phổi thì chúng ta không thể nào cầm vậy chúng ta đưa vô, nó đâu có vô, chúng ta phải dùng ben, dùng ben ta kẹp vậy nè đó cho nó thẳng ha. Các bạn nhìn thấy tư thế của tôi cầm chưa, vậy nè, rồi chúng ta mới đưa sâu vào trong màng phổi. Ở đây chúng ta giả dụ đã đi vào trong màng phổi rồi các bạn, vậy đây rồi, giả dụ đã vào rồi. Sau khi vào rồi thì dĩ nhiên dịch màng phổi nó sẽ chảy ra ngoài, như vậy ta sẽ dùng ben kẹp đầu ngoài lại chứ để nó chảy tùm lum nè, kẹp đầu ngoài lại, chúng ta giả định vậy các bạn. Rồi sau khi chúng ta đặt ống dẫn lưu vào rồi thì chúng ta sẽ tiến hành khâu một cái dòng mũi, một cái dòng chỉ chờ để có tác dụng là khép da bên trong. Ủa, chúng ta sau khi đã đặt ống dẫn lưu vào rồi chúng ta sẽ tiến hành đi một cái dòng chỉ chờ có tác dụng là khép cơ bên trong, thì cái dòng chỉ chờ đó không có tác dụng cố định ống dẫn lưu các bạn, nó chỉ có tác dụng khép da lại thôi chứ thôi là khí nó tràn vào. Dòng chỉ chờ này là sao các bạn, chúng ta sẽ đi một cái dòng chỉ chờ theo hình chữ U. Đầu tiên chúng ta sẽ đi một cái mũi xuống dưới trước. Rồi chúng ta sẽ đi dòng chỉ chờ các bạn. Đó. Sau khi đi một mũi ở dưới lớp này rồi, chúng ta sẽ đi một mũi nữa cho nó ra khỏi ngoài da luôn. Hay chúng ta móc một cái nữa cho nó ra tuốt ở ngoài luôn. Lan ra ngoài mặt da luôn, lên trên luôn. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ đi qua đây, đi ra ngoài da luôn nè, chúng ta sẽ đi ra đây, đi ngược trở vô, đi hình chữ U các bạn đó. Lúc này trên đây chúng ta thấy có một con chỉ nằm phía trên nè các bạn, thấy không đó. Rồi chúng ta sẽ móc vào trong, ở đây chúng ta sẽ móc vào trong một mũi nữa. Ở này ở trong các bạn, chứ không phải ở ngoài nha, tại này là giả định mình thấy nó vậy đó chứ là ở trong. Rồi. Lúc này chúng ta sẽ khép cơ lại. Rồi. Đây là cái mũi mà chúng ta sẽ khép cơ các bạn, chứ không phải là cố định nóng nha. Xong, cắt chỉ. Chúng ta sẽ tiến theo, chúng ta sẽ khâu da. Khâu da hả các bạn? Rồi chúng ta sẽ nói lại, đọc lại, kéo ta. Cái này nếu mà cái mép mà chúng ta khâu da nó xa ra ngoài quá thì chúng ta sẽ làm một cái mối chờ đừng cho nó, chúng ta cố định lại. Còn trường hợp này chúng ta khâu sát cái ống luôn thì chúng ta khỏi làm mối chờ, chúng ta sẽ tiến hành cọc luôn, tiến hành chúng ta luồn qua cọc luôn các bạn, được cố định ống. Có để nóng rồi. Rồi, chúng ta sẽ cắt chỉ luôn. Đó là cái mối khâu da và cố định ống. Tiếp theo chúng ta làm một cái mối khâu da bên đối diện là xong. Rồi, chúng ta sẽ làm cái móc khâu da bên đối diện.
Rồi. Chúng ta khâu da bên đối diện xong rồi, chúng ta sẽ tiến hành cắt chỉ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bỏ khăn có lỗ luôn. Bỏ khăn có lỗ ha. Bỏ khăn có lỗ và tiến hành sát khuẩn lại xung quanh chân ống dẫn lưu. Sát khuẩn lại xong rồi, chúng ta sẽ dùng gạt. Chúng ta cũng cắt một đường vậy nè, để cố định ống dẫn lưu lại. Ta cắt đường thứ hai chồng lên ha. Và lát nữa sau khi chúng ta tháo gang vô khuẩn ra, chúng ta sẽ dán cố định. Còn bây giờ chúng ta sẽ nối vào cái ống. Chúng ta sẽ nối vào cái ống dẫn lưu vào, chúng ta sẽ nối vào cái ống bình dẫn lưu ha. Hiện tại giờ ở đây tôi không có bình, trên tôi giả định thôi. Tôi giả định đây là cái ống, tôi phóng đại lên nha. Cái ống từ ở trong bình dẫn lưu đi ra ngoài. À, tôi giả định đây là cái ống từ trong dẫn lưu ra ngoài, là cái đầu này là cái đầu mà cần nối vào trong cái ống dẫn lưu. Tôi giả định ống này bự lên cho các bạn, cho các bạn dễ nhìn, dễ nối. Bây giờ tôi thí dụ, bây giờ khi ta nối ống dẫn lưu này vào trong cái, nối vào cái ống dẫn lưu bên ngoài bình, thì chúng ta phải nối đúng nguyên tắc, chứ không phải là chúng ta muốn nối làm sao nói. À, mình nối ống vào ống dẫn lưu này, chúng ta sẽ thực hiện nguyên tắc nối ngoài. Nguyên tắc các bạn lưu ý nha, nguyên tắc nối ngoài. Nguyên tắc nối ngoài là sao các bạn? Nguyên tắc nối ngoài là cái ống dẫn lưu ở bên ngoài á, nó sẽ nằm ngoài của ống dẫn lưu bên trong cái thành bồn, thành ngực. Và cái nguyên tắc là cái ống dẫn lưu ở trong thành ngực nó phải nhỏ hơn cái ống dẫn lưu ở bên ngoài bình dẫn lưu. Đây các bạn nhìn thấy rõ ràng không? Ha. Cái ống dẫn lưu ở bên ngoài bình là phải bự, và cái ống dẫn lưu trong thành ngực phải nhỏ. Để chi? Chúng ta thực hiện nguyên tắc nối ngoài đây, đưa vô. Nối ngoài là sao? Có nghĩa là hiện tại bây giờ cái ống dẫn lưu ở ngoài bình đó, nó nằm ngoài của cái ống dẫn lưu trong thành ngực thì nó nằm trong. Cho nên người ta gọi là nguyên tắc nối ngoài. Đừng chi các bạn, đừng khi mà dịch nó chảy vào ra ngoài bình á thì nó sẽ không bị xì ra ngoài, đúng không? Cái ống bây giờ nó nằm trọn trong cái ống này rồi. Đúng không? Nằm trọn đó rồi. Nếu mà lỡ mà nó có lỏng hay gì đó, nó xì dịch tùm lum, nó sẽ chảy thẳng vào trong ống luôn, nó không bị xì. Còn tôi giả dụ như cái ống bên ngoài mà nó nhỏ hơn. Tôi ví dụ nha. Tôi ví dụ cái ống dẫn lưu bên ngoài là cái ống nhỏ hơn. Đây. Chúng ta nói giờ. Lỡ mà cái ống dẫn lưu này nó không khít với cái ống dẫn lưu trên thì cái dịch ở trong lồng ngực nó sẽ chảy ra ngoài của này nè. Các bạn thấy rõ không? Chảy ra ngoài này nè. Chính vì vậy mà tôi nhấn mạnh nãy giờ là chúng ta thực hiện cái nguyên tắc nối ngoài. Nha các bạn. Rồi, còn cái phần khúc sau nữa là máy hút làm sao tôi đã nói ở khúc đầu rồi. Cho nên nó là tới đây là coi như đã xong hoàn thành kỹ thuật. Nói xong rồi thì chúng ta bỏ bên ra để cho dẫn lưu dịch. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái kỹ thuật các bạn. Thì sau đó chúng ta sẽ tháo bỏ găng vô khuẩn ra. Và ta tiến hành dán cố định băng keo. Thì cái phần mà tiếp theo nữa là ta sẽ chăm sóc cái ống dẫn lưu, thì nó qua cái bài chăm sóc ống dẫn lưu rồi ha. Thì tới đây coi như chúng ta đã hoàn thành xong cái kỹ thuật đặt ống dẫn lưu bằng phổi. Thì chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.